Thưa quý vị và các bạn, với đa số phiếu tán thành thì vào sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã thông qua dự thảo luật xuất bản sửa đổi, luật luật sư sửa đổi, luật quản lý thuế sửa đổi, luật dự trữ quốc gia, luật điện lực sửa đổi và luật hợp tác xã sửa đổi. Đối với luật xuất bản sửa đổi, luật đã mở rộng sự tham gia của tư nhân trong các khâu khác nhau của hoạt động xuất bản. Tuy nhiên, chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản. Về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật luật sư, các đại biểu đã biểu quyết thông qua một số nội dung còn có ý kiến khác nhau. Trong đó, đa số các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung không cho phép viên chức là người giảng dạy pháp luật, hành nghề luật sư. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế giữ nguyên quy định hiện hành về thời hạn nộp thuế tối đa là 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng có phân loại doanh nghiệp để áp dụng ân hạn. Cũng trong sáng nay thì các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo luật dự trữ quốc gia và dự thảo luật điện lực. Trong đó luật điện lực quy định về mức thu phí điều hành giao dịch thị trường điện lực điện và phí điều độ vận hành hệ thống điện, còn giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Với đa số phiếu tán thành, các đại biểu Quốc hội đã thông qua dự thảo luật hợp tác xã sửa đổi, trong đó quy định hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng thời sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn, thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo luật doanh nghiệp. Các đạo luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm tới. Quốc hội cho giữ